Core Dream USA High End Development Training. Cảm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Dream Center. Sau lưng tôi là VA Series. Yo. Đây, đây là một chiếc máy mà gọi là tập thì đơn giản lắm, mà tiền thì nó cũng không rẻ chút nào, cũng trong ngoài luôn. Mà mấy cái máy kia tập thì còn được phụ này phụ kia, bonus này nọ kiểu. Còn cái máy này chỉ tập được một tính năng duy nhất, đó là dip. Dip. Vì tại sao Duy Nguyễn dám bỏ một số tiền lớn ra để mua một cái máy nó chỉ thực hiện được một tính năng? Tại vì đây là dip BPA. Dip là những cái dòng, bạn thấy không, tất cả những phòng gym khác Duy Nguyễn không bao giờ mua cái máy dip. Không bao giờ mua cái máy dip dòng lip rực. Xin lỗi các bạn. Máy dip dòng Pro Performance đốt tiền, không đâm khí gì hết trời á. Đã nói về dip thì lên dip luôn. Còn dip trên cái máy đó đốt tiền, nhưng mà cái này thì nó không đốt, cái này nó có một cái trải nghiệm khác mà dip sâu hơn, vô hơn, phê hơn đó. Rất thích hợp để cắt cơ, để giảm mỡ, để cho người mới, để cho phụ nữ, để cho những người giám đốc duy tập. Nó ăn tiền ở cái ghế á. Cái ghế nó di chuyển đường cong sinh học, làm cho quỹ đạo cái răng của tay sau mà nó nhiều hơn, răng tay sau mà nhiều hơn. Do đó để dip trên cái máy PA này nè, là nó là cái phần nó khác biệt so với cái máy Performance. Performance là Duy không mua dip, chắc chắn với bạn luôn, không bao giờ mua, bỏ tiền ra mua cái Performance mà dip làm gì cả. Nhưng mà lỡ mà dư tiền quá thì nó nằm ngoài mà định luật nha các bạn. Tại vì biết sao không, giờ tiền á, mình tiền thì dư, Covid thì không có gì đầu tư hết, ba phòng nó còn trống, thì lúc đó nó nằm ngoài mà định luật. Còn định luật mà Duy nói là tính chất hợp lý, tính chất mà gọi là mình mua bán mà mình làm ăn, mình đầu tư phải suy nghĩ á. Giờ là tập thiệt, ok, khi tập thiệt nó phải có chiêu. Rồi nhìn, cái điều mà tôi cũng dạy các bạn á nè, kinh nghiệm giang hồ quan trọng lắm mấy bạn, thấy không? 1 2 3 vô. Nó ra tạ là phải vậy nó mới an toàn nha. Ra tạ bạn phải nhớ tôi chiêu. Gặp người xuống, đưa lên. Nhẹ quá lên tạ tiếp. Cái lợi thế chúng ta là rút ngắn cái cường độ nghỉ giữa set rất là nhiều. Nên cái cường độ chúng ta sẽ trở nên cao hơn. Chúng ta tập luyện trở nên hiệu quả hơn. Đó, nên không hẳn là các bạn tập lâu năm rồi các bạn không tập những cái máy này. Tầm bậy, rất là tầm bậy. Cái máy này nó phải phối hợp với tổng thể của phòng gym, nó có những cái gì, cái gì. Mỗi cái nó có một cái ưu điểm, một cái khuyết điểm. Chúng ta cần phải có lịch cho, à tuần này tập cái gì, tháng này tập cái gì, cả năm luôn, nửa năm luôn. Chúng ta phải tập như vậy đó. Cái lịch chúng ta nó mới đa dạng, và cái nhóm cơ chúng ta nó sẽ được tác động tốt hơn rất là nhiều so với các bạn có một cái lịch mà cứ tuần này cũng vậy, tuần kia cũng vậy, cũng cái máy này, cũng bài này, cũng mức tạ này, cũng đẩy hoài. Thử full can cái có nổi không mà. Test máy thôi nha, không nổi đừng cười nha ba. Thì cái máy này nó cái cơ chế xuống tạ nó khó lắm. Chứ anh Duy Nguyễn á, là cái như dip cũng có số có máy trên giang hồ quá, nhưng mà dẫn đâu. Nhưng mà có một cái á, cái máy này lạ quá. Mà mình á thì cái tập mà em tập nặng quá anh phá đồ. Tập nặng quá làm như khùng nhập hay gì sao bạn. Cứ la hú 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 mà không làm cái đồng kia kìa. Một trải nghiệm đáng nhớ trong đời. Chưa bao giờ tao làm như vậy hết. Anh đi qua anh Mỹ, anh không dám phá máy này nè. Anh sợ nó thấy anh, nó chửi anh quỷ. Đi qua anh Mỹ anh tập nửa cây. Trời ơi, cơ mình bỏ anh trong ngoài về. Cái mình mua cái máy này mà tập nó đã. Máy vô dũng khúc. Phê quá. Đó, full cây nha.
đẩy dưới trước, đà đẩy dưới cái tay nữa không. 8 tính tập luôn mà tập không nổi, vô quá mà em, vô căng quá. Phải nghỉ chút xíu, nghỉ một phút. Tiếp tục ngược ngang, nó đầu tiên là phải xuống xuống một cái vậy xong mới chỉnh ngang được. Mà nó vừa rung tay, cái tay chúng ta phải control đó. Khó lắm mấy em. Cái bài này gì đó bên Bình Tân là tụi em phải chơi cái máy mà nhỏ nhỏ đó. Cái máy là small. Cái máy small cable rod over đó, cũng đẩy giống vậy đó. Nhưng mà nó không vô được bản này. Cái tay cầm nó gần hơn thì nó vô hơn. Drop set 20% up. 10, 8, 6. Chết bà, hơi bị hố. 10 nặng quá. Nhìn nó mới thấy mười nặng quá. Sao không nổi chứ. Dừng thẳng. Tám. Wow. Không biết còn duy trì được 6 rep không nữa chứ được. Mỏi quá. Hey. Chưa xong. Mỏi. 6 đúng 6 nha, không ăn gian nha. Tập Duy làm nổi bỏ, không gì ai ngon cả. Duy không bao giờ ăn gian tạ. Ý hay nói khác là tập không giờ chết. Gồng tay nổi luôn, mỏi quá. Bảy. Wow. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Thực tế nhất hãy tới đây đóng tiền tập đi. Để lấy thẻ bèo nhất là phải là gold nha. Bèo nhất phải là gold. Còn VIP nhất đó là Black VIP Membership. Có chữ ký của Duy Nguyễn. Đó, được điền tên mình vô cái thẻ luôn. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Đây.